cười, một cái nụ cười giống như là hoa hướng dương mà nó nở lên tỏa nắng đó. Trời ơi, tươi lên như là cái áo của chị Hồng Vân đang mặc vậy đó. Trời ơi, đây là chiếc áo mà mang nụ cười của em đó. Khách sạn vô xong rồi cái cũng bút một phòng luôn, rồi hai giường, cái mỗi đứa ngủ giường nửa đêm á. Cái bạn này đi qua khều nói em lạnh rồi, em như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Cái ở lạnh thì vô đây nằm chung, đi vô nằm vợ mình chui vô hai đứa nằm, em ôm bạn em ngủ đúng một đêm. Rồi bây giờ mình nói thì mình thẳng mình nói chứ cái lúc đó nó đau khổ luôn, mình đang nói thẳng mà nằm mình nhịn cho đêm khó chịu luôn, không thể nào mà mình con ngủ sang được không? Dạ đúng rồi. Mà anh này anh hay dở trò á chị, anh kiểu là đêm đầu anh ngủ anh kêu có ma, cái anh mới kêu em đi lên ngủ chung vậy. Cái là bóng đè chị, chúng ta đồ đen. Chương trình Vợ Chồng Son, chào hai MC. Em tên là Trần Nguyễn Minh Hoàng, năm nay em 35 tuổi. Em đang là giám đốc kinh doanh của công ty VM Picture. Chào Hoàng nha. Dạ. Dạ, em xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Chào khán giả, chào hai MC. Em tên là Cao Thị Huỳnh Nga, 31 tuổi. Hiện tại em đang đại diện cho một công ty Nhật về xuất khẩu hàng nội thất và có kinh doanh riêng về trang sức đá quý thiên nhiên. Vậy thì bây giờ kể cho anh nghe đi, làm sao để mà hai bạn có như là gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau là có ấn tượng gì về nhau? Em trước đó là tốt nghiệp trường đại học về ngôn ngữ tiếng Nhật. Thì em sau khi tốt nghiệp xong thì em cứ làm việc cho người Nhật, rồi em quen người Nhật luôn. Xong rồi mình không nghĩ là mình quen người Việt Nam. Xong một cái thời gian bị stress về công việc, tự nhiên người Nhật người ta rất là kỷ luật. Em mới nghỉ công ty và đi học pha chế để mình giống như mình giả stress vậy đó. Vô cái lớp pha chế đó thì tự nhiên thấy anh này, thì tự nhiên ảnh cười một cái nụ cười giống như là hoa hướng dương mà nó nở lên. Tỏa nắng đó, trời ơi. Tươi lên giống như là cái áo của chị Hồng Vân đang mặc vậy đó. Trời ơi, đây là chiếc áo mà mang nụ cười của em đó. Nhưng mà em không có thích liền, có nghĩa là em quay ngược là em ghét. Đúng rồi. Tự em ganh tị. Tại sao lại có một người nụ cười nó tỏa nắng hơn mình, đúng không? Thì em ngồi kế bên của chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này. Tại sao em lại nói xấu ảnh? Anh nói chuyện vô duyên lắm anh. Anh này không? Giờ để bạn nói đi coi có bị vô duyên không nha. Dạ, lần đầu tiên gặp trong cái lớp pha chế, lúc đó là trong em có cái suy nghĩ là phải làm kiểu gì đó để là của mình thôi chứ không phải của người khác. Bạn này là có ý định chiếm đoạt luôn. Dạ, nên tôi gái nhìn đầu tiên là muốn là đã muốn chiếm đoạt rồi. Là em nhìn cổ là cổ lăng của cà rốt và em là muốn là con thỏ đúng không? Dạ. Cứ từ từ cứ thích rồi kiếm cách nói chuyện nó vô duyên, có duyên các kiểu đủ thứ. Có nghĩa là em muốn như là tạo một câu chuyện cười nhưng mà vô tình cũng không cười. Dạ. Thành ra nó đâm ra thành vô duyên, cười theo kiểu vô duyên luôn. Dạ, kiếm cớ gì đó để nhờ cái này nhờ cái kia. Nói chung là hay nhờ lắm. Tốt nghiệp xong mà nghỉ, em mới chuẩn bị mở một cái quán về nước ép sinh tố dinh dưỡng. Anh này nói ảnh muốn làm chung, hai người mới có cơ hội gặp ngoài tiếp. Em nhớ là có bữa là em muốn đi chùa Bình Dương, thì em mới hỏi thử anh này là có rảnh không chở em đi chùa mà xa lắm. Cái nói được, có nghĩa là buổi tối đó là phải ở một cái chỗ mà nó gần với cái khu Bình Dương, nghĩa là đi khách sạn vô xong rồi cái cũng bút một phòng luôn, rồi hai giường, cái mỗi đứa ngủ một giường. Em là không nghĩ tới bạn này, nhưng bạn này là bạn gặp em là bạn muốn ăn củ cà rốt liền rồi, mà bây giờ mà em lại củ cà rốt mà đưa vô khách sạn chung với con thỏ nữa, thì giờ em nói cái cảm xúc của em đi. Còn bối rối chứ chị, đúng không? Bối rối tại vì mình tà ý mà, mình tà ý từ đầu mà. Lúc đó thì không biết nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới chơi đầu tiên ngủ khách sạn thấy căng quá. Đi vô may là hai đứa nằm hai giường. Thì đi lên cùng nằm tâm sự các kiểu thì ngủ thôi. Nửa đêm á, cái bạn này đi qua khều nói em lạnh rồi, y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Cứ ở lạnh thì vô đây nằm chung. Đi vô nằm vợ mình chui vô hai đứa nằm, em ôm bạn em ngủ đúng một đêm. Rồi bây giờ mình nói thì mình thẳng mình nói chứ cái lúc đó nó đau khổ luôn, mình đang nói thẳng mà nằm mình nhịn cho đêm khó chịu luôn. Mình không thể nào mà mình con ngủ sang được hết. Dạ đúng rồi. Dạ ngủ em ngủ thiệt mệt quá, em cũng phải ráng tiếng đồng hồ thôi, mệt quá thôi ngủ cho rồi đi. Cái đêm đó là tự vì em bị ngạt ngủ, em bị viêm xoang. Cái xong thì thật sự em cũng cần một cái gì đó ấm áp, em chui vô em ngủ thì em ngủ ngon. Nhưng mà anh nói thiệt nghe, đêm đó nếu như mà ổng đòi á, hoặc ổng giở trò đó thì em có cho không? Lúc đó thì em có chuẩn bị sẵn hai phương án rồi. Phương án đầu tiên á, ví dụ như anh này nằm ở không luôn á thì em sẽ xét lại. Còn thứ hai á, nếu như mà anh vồ vập quá thì em cũng sẽ, thì mình xong cái đó là xong rồi, mình chia tay luôn. Kiểu như vậy cũng hốt trọn luôn. Mà xong một lần tin một đêm đúng không? Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau đó, chính thức là yêu nhau rồi. Hình như là sau 2 tháng, thì trong cái 2 tháng đó thì em cũng rủ ảnh đi mấy lần, cũng khách sạn luôn, rồi cũng nằm ngủ vậy đó, chứ không có làm gì hết. Có một cái đêm em nhớ là hình như đi cổ vũ đá banh cho Việt Nam á. Cái xong rồi đi về khuya quá, đường đông quá, mới thấy khách sạn thôi chui vô. Thì hai người mới bắt đầu đến với nhau vào cái đêm đó. Dạ, nhưng mà sau đêm đó là hai em là của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì có dọn về ở chung với nhau luôn không?
Có, tự vì em có mở ra một cái quán thì em mướn nguyên một căn đó luôn thì cho anh này anh ở trong đó luôn. Làm thuê cho vợ mình. Ủa đã không? Nhưng mà em cũng ở chung với một người bạn nữa. Em thì em giấu bằng đó là em không có quen anh này. Mà anh này anh hay dở trò á chị, anh kiểu là đêm đầu anh ngủ anh kêu có ma, cái anh phải kêu em đi lên ngủ chung với anh. Cái kêu là bóng đè chị. Chúng mang đồ đen. Thì một thời gian thì tự nhiên cái bị accident. Bác sĩ bảo cưới. Thì lúc đó em rất hoang mang, từ giờ em nghĩ chứ anh này là phải 3 năm nữa em mới cưới. Xong anh mới nói là phải cưới thôi chứ chờ gì nữa. Vừa lo mà vừa mừng gì. Nó lạnh lòng lắm. Mình lo là vì lúc đó cái gọi là cái tương lai của mình nó chưa ổn định. Một phần là hai đứa là có kế hoạch như vậy, tự nhiên nó bại ra nên nó cũng lo. Mà mừng là vì tự nhiên cái ôi mình thẳng mà mình có con mình mừng chứ. Trời ơi mình thẳng của đứa con mình mừng chứ. Nhiều em đi coi báo này kia thì báo nói em khó có con lắm nên là tới lúc đó em nghe cái em mừng lắm luôn. Khi mà em báo với mẹ em á thì mẹ em nói ủa bây giờ không cưới đợi chừng nào. Mẹ hả, mẹ nói vậy hả? Mẹ là vừa có em bé là em báo tin cho gia đình liền. Dạ bây giờ là em bé được 14 tháng. 14 tháng rồi, dạ, ôi cưng á, bé trai hả? Dạ. Giống ba không? Dạ giống cả hai. Vậy là câu chuyện tình của hai bạn này đẹp quá, không có gì trục trặc cả đúng không? Vậy dạ. Chắc cũng không có tật xấu gì đâu. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Đây. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Mắt sáng lên liền. Cô ấy có tật xấu gì nhiều không em? Đâu dám nói. Với em thì nó cũng không nhiều, em chỉ thấy nó dễ thương thôi. Đó thấy chưa? Cái tật xấu là thứ nhất là hay điên sản. Hay điên sản. Tự nhiên cái quá đang ngồi cười vậy chứ có khi quay qua sàn ngang lúc nào không hay. Có lẽ ha la và ăn hiếp em không? Cái đó thì chồng nào cũng bị mà em nghĩ vậy. Dạ. Anh cũng vậy á. Dạ. Có người cùng hoàn cảnh. Trời ơi anh tội lắm em ơi, bữa nào đến tâm sự cho nghe. Dạ. Và sau này có những tật xấu nào nữa nè? Làm sai nhưng mà lúc nào cũng bắt em là người nhận. Sao ta ăn hiếp á, ăn hiếp đó. Làm sai mà bắt em nhận sai. Dạ. Đúng không? Cô gái này đã từng làm việc cho người Nhật rất là nhiều. Dạ. Vậy thì có bao giờ áp dụng những cái phương pháp gì đó hoặc những cái kỷ luật gì đó lên anh chồng mình mà theo kiểu người Nhật không? Đôi khi thì phải có tranh cãi. Em nhớ câu lần cái tính của em á là hay giúp đỡ mọi người những thứ lặt vặt. Cái bữa đó đi học cái lớp kỹ năng chung, có một bạn là đồng nghiệp của vợ em thì cái bữa đó cái bạn bị gãy cái guốc. Mà em nghĩ trong đầu thì thôi mình đi mua keo mình dán cái guốc lại cho ta. Em chỉ nghĩ đến nhà thôi, cái không biết rồi bạn đó với vợ em tâm sự sao. Cái chiều đó vợ em gọi điện về nói em không về nhà đâu, lang thang công viên mất gần 4 tiếng đồng hồ mới về. Khóc. Em mới biết đó chị, lúc đó em mới biết vợ em ghen. Ghen quá. Rồi năn nỉ kiểu gì mới về? Em nói là thôi có gì thì về nhà nói, tại hai đứa mình là hứa với nhau rồi, có cái gì cũng cứ đi về nhà nói với nhau, chuyện lớn cũng nói, chuyện nhỏ cũng nói, không có kiểu đó. Mỗi lần mà ghen phong cách Nhật Bổn. Tức là buồn là đi lang thang vậy. Lang thang không nói ai. Thôi mà nghe, đừng đi lang thang nè, giờ nguy hiểm đúng không? Nha. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Thế nhiều không em? Nhiều không? Nhiều lắm anh. Mắt sáng lên liền á. Rồi có nghĩa là tại vì thì lúc ban đầu em cũng nói rồi đó, em đã sống với người Nhật nói chung là như là bị nhập á, bị Nhật nhập. Hễ mà đồ đạc trong phòng mà lộn xộn á là em rất là khó chịu. Thì khi mà lấy anh này về em bị sốc. Có thể là do em cũng hơi kỷ luật quá. Em phải từ từ phải nhả bớt ra, tại vì với một người như ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa của người Nhật thì nếu mà làm như vậy thì ảnh có thể nhiều khi cũng bị sốc. Thì ảnh cứ nghĩ em ăn hiếp ảnh thôi, nhưng mà thật sự em cũng muốn rèn cho ảnh cái tính đó. Nhưng mà chắc em phải làm từ từ. Tập thứ hai có nghĩa là ảnh làm những cái việc hay dở dang lắm, đang làm cái bỏ. Công việc cũng vậy. Ý em muốn nhắc ảnh là khi mà mình làm cái gì mình phải ghi mục tiêu mỗi ngày ra. Vì mình ghi ra mình mới nhớ mình làm gì hoặc mình chưa làm gì, tạo cho mình một cái thói quen tốt. Thành công thì em học từ người Nhật cái cách đó, mà nói hoài không nghe, kiểu nhiều khi em bực em la anh này, anh được cái tính là kêu là la xong rồi cái ảnh mà anh buồn vậy xong cái hết, ảnh không có giận gì hết á. Em thấy gì cũng thấy mình thấy tội mình nói trời sao mình la dữ vậy ta. Kiểu mình suy nghĩ lại là lúc đó mình hơi nói hơi quá, tại vì lúc mà em nóng lên á là em hay la, em la anh dữ lắm. Đó thì em thấy đây là đúng là người mà chịu đựng em á. Từ ngày trước em quen người nào á, người nấy kiểu như không chịu được tính của em là thế là cũng phải chia tay thôi. Còn anh này giống như là anh chịu đựng được tính em, bắt đầu em phải sửa lại cái tính đó của mình. Quá tốt. Rồi còn cái gì nữa nè?
ngủ hả, rất là nhiều luôn. Có nghĩa là ý em muốn ảnh thay đổi cái kiểu là tối đừng thức khuya, phải dậy sớm để mình bắt đầu một ngày mới, mình làm được buổi sáng, việc buổi sáng nhiều hơn. Khi mình cứ làm buổi tối vậy, nhiều khi mình cơ thể bên trong mình bị lão hóa không có tốt. Mà mình hồi xưa ảnh nói với em là ảnh không nghĩ là ảnh kết hôn hoặc lấy ai hết, ảnh ở mình vậy đó. Thì lúc đó em nói ảnh là đúng rồi, nếu mà sống một mình á thì mình nghĩ vậy cũng không sao, nhưng mà giờ mình đã có gia đình rồi, mình có em bé nữa thì mình phải làm sao sống cho lành mạnh. Vậy em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn chồng em thay đổi là làm cái gì cũng phải có mục tiêu, phải ghi ra hàng ngày để coi mình biết là mình có làm hay chưa. Dạ, với lại là nói chung là mình sắp xếp công việc, việc nào quan trọng thì mình nên làm, và việc nào mình không thấy quan trọng thì mình có thể để sau đó, như sắp xếp thứ tự. Dạ, thứ tự rõ ràng. Còn Hoàng mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, để nguyên thôi. Chứ nhiều khi mình nói la chứ không nghe la cũng thấy nhớ cái tay. Thấy nhớ nhớ. Ngày nào không nghe vợ cằn nhằn, dạ, không thấy khó chịu. Còn phải chọc cái gì đó cho la, cho vui nhà vui cửa. Vui nhà vui cửa. Dạ, hai người này dễ thương quá. Cặp đôi này là quá hoàn hảo rồi. Thật sự nó chỉ là những cái gì nó rất là nhỏ nhặt còn thôi. Tự nhiên nghe bạn này nói chuyện xong mình thấy mình phải thay đổi đó. Nghệ sĩ mình thức khuya quá em ơi. Thiệt không, luôn. Này, em tính chất công việc á. Em ngủ sớm. Trời ơi. Bởi ở bên đây tụi chị muốn ngủ sớm cũng không có, cũng cơ hội đi ngủ này sớm nè, luôn. Tối trao đổi công việc chứ bà. Định chỉ nhắn là để sáng bà trả lời thôi. Chị nói vậy đó. Vừa xong là peng là bà trả lời liền. Mà lúc đó là 12 rưỡi rồi. Công việc nó nhiều quá. Với lại có những cái quay mà những cái chương trình kiểu như thế, có khi quay tới 2-3 giờ sáng mà liên tục như vậy. Tính chất công việc. Thực chất hồi nãy anh rất là đồng ý với em về cái việc gọi là chúng ta nên ngủ sớm để chúng ta có được một cái buổi sáng đó, thật nhiều. Và cái buổi sáng đó chúng ta làm việc rất là hiệu quả. Và anh đang áp dụng và anh thấy nó rất là hiệu quả. Rất hiệu quả chị. Rồi cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hai bạn nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Chúc hai đứa hạnh phúc vậy Hoàng nha. Cảm ơn anh chị. Ở nhà chắc ông xã em là rất là ga lăng với em đúng không? Dạ. Phải không? Chăm chút và săn sóc em cẩn thận lắm đúng không? Nhưng mà đôi khi cũng dữ dằn lắm anh. Dữ dằn lắm không? Rồi để coi cái chuyện dữ dằn đó chút nữa đi ha. Còn bây giờ hai bạn giới thiệu về mình. Em là Lê Tuấn Thọ, đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất. Em là Nguyễn Kim Dung, em 25 tuổi, đang là nhân viên công tác tại trường tiểu học. Ê, rồi hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Em là vợ em gặp nhau trong trường hợp là người chị ngày xưa làm cùng, có gọi em đi cà phê, giới thiệu em một người bạn của chị cho em. Nói chung là em không ấn tượng gì với ảnh hết trơn. Ấn tượng đầu tiên kinh dị quá. Cái lúc mà em vô anh nhìn ảnh em nói trời, chắc giới thiệu người này chắc cũng phải được. Làm chung với chị em mà chắc là phải được trai lắm. Em vô em nhìn em hết hồn luôn chị. Ủa sao vậy? Vô. Trời ơi, ảnh mặc áo đá banh, mang quần đi làm, quần xanh á anh. Rồi mang dép tổ ong. Nhìn em nói trời ơi, cô gái mặc đồ kinh dị quá. Tại sao em mặc gì kỳ cục vậy? Do là em mới ở quê vào đi chơi thì cũng không nghĩ là mình phải ăn mặc đẹp. Rồi mình có nghĩa là mình mặc theo cái gu của mình thấy như vậy là ok rồi. Nên là mình không có nghĩ là cố lại ấn tượng xấu như vậy đúng không? Cái vẻ bên ngoài đầu tiên. Nhưng mà bữa đó thì em thấy sao, đẹp không? Nói chung là em rất thích cái kiểu cô ấy mặc, em rất thích cái dáng của cô ấy là mặc. Đúng phọt của em luôn. Nghĩa là cái phọt của em là cái phọt ông địa đúng không? Rồi đến khi nào thì em mới có cảm tình với ông này? Dạ thì em cũng không có cảm tình với anh đâu anh. Cái lúc mà thời gian tìm hiểu nhau á là em rất là thích hành hạ. Trong cái ngày tháng mà em quen vợ em á, rất chia cực khổ. Cực cơ lắm hả? Cực lắm anh ạ. Có nghĩa là đi uống cà phê là một tuần là 3 buổi. Nhưng mà đi uống cà phê không bao giờ em đi một mình á. Tại lúc đó có thích đâu. Cho nên là em đi một lần là em rủ 4-5 người đó, chẳng trả tiền vậy đó chị. Tiền chơi. Dạ. Đang đi nửa đường, gần tới quán rồi. Bây giờ vợ em gọi điện bảo bây giờ mình đói lắm, mình muốn ăn sầu riêng, mình muốn ăn chôm chôm Thái, bây giờ bạn mua giúp mình nhá. Thế lúc đó cũng không biết là sầu riêng hay là chôm chôm Thái bán ở đâu cả. Thôi cũng cố gắng để đi tìm bằng được. Đến khi mua được cho cô ấy thì đến, thì nếu mà đúng cái sở thích của cô ấy thì cô ấy ăn. Không đúng là cô trẻ, cô ấy giận dỗi. Bị hành hạ kiểu đó mấy tháng? Bị hành hạ 8 tháng. 8 tháng. Trời ơi. Đi coi thấy ghét không? Em vậy là quá kiên nhẫn. Mà gặp chị là chị bỏ rồi đó. Mà có biết làm sao không? Nói chung là em cũng thử ảnh xem là anh này quen mình có chân thành không á chị. Nhiều người ta quen nhau, nhiều người thấy người này đòi hỏi quá, cái nói là sao con này đòi hỏi quá thôi tao bỏ. Mà anh cũng chân thành lắm chị, đeo tới cùng. Chiều tất cả những gì mà em muốn. Dạ em đúng muốn không? Là anh chiều hết. Bữa đó cái điện thoại em nó hư chị. Em mới nói là trời điện thoại hư rồi.
em gợi ý cái ảnh á, cái ảnh mới nói là thôi để anh mua tặng em cái điện thoại. Em không chịu, em nói cho em gọi cái gì, nói thôi mua cái gì mà được được, có chụp hình quay phim rồi lướt Facebook rồi gì được. Cái ảnh mới nói là thôi vậy mua cho em cái con iPhone 4 á chị. Em nói không, em không thích đâu. Cái em đòi iPhone 5, ảnh nói là ảnh không đủ tiền để anh mua cho em. Em giận, không biết rốt cuộc kiếm đâu ra mua cho em cái iPhone 5 đó. Tôi mua cho cái điện thoại cùi bắp rồi. Nhưng mà cho anh hỏi là lúc đó làm lương tháng bao nhiêu mà dám mua cái điện thoại iPhone 5? Lương em có chưa đầy 3 triệu. Em suy nghĩ sao nếu mà, nhưng mà như chị nói đó, nếu mà chị gặp vậy là chị bỏ rồi đó. Nhưng mà tại sao em không bỏ, em hay quá vậy? Lại lúc đó em thấy mình bị hành hạ nhiều quá, đòi hỏi nhiều quá. Thì mình cố trong lòng mình cố là dặn lòng mình là phải tán cho bằng được. Để khi mà tán được rồi mình đá gói cho quá biết thế nào là lễ độ. Đá cho bỏ ghét luôn rồi. Đá cho bỏ ghét, bán cho bỏ ghét, tốn tiền quá mà. Còn sao nữa rồi coi như là em coi như 8 tháng là đổ hả? Dạ. Là cô ấy đổ hả? 8 tháng là lúc đó cô ấy mới chịu có cái tín hiệu, có cho cái tín em hiệu rồi, dành rồi tình cảm cho em. Rồi sau đó có đòi lại không? Phải tính lại chứ. Dạ có, xém chút là không có cưới xin gì luôn. Bữa đó là một đám cháu em ở dưới Bình Dương lên. Một đám cháu đó thì cũng vậy thôi. Đó, đám bạn thì giờ cháu. Thì đúng rồi. Cháu em mới đi ăn gà rán. Em mới nói là em đang ăn gà rán nè, thôi anh chạy ra đi. Nó nói thôi anh không ra đâu, em ăn lẹ nên em về. Sợ chứ. Đúng là có sợ thật. Sợ đúng không? Mấy lần trước nó bị quả lừa như vậy rồi. Bây giờ trễ quá, anh vô anh la em. Em đi đâu giờ này em mới về. Đó, để anh chờ nãy giờ. Đó, cái em nói chỗ anh nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Không có nhỏ nhẹ gì hết, đi đâu nãy giờ đi chờ. Cái em mới nói hả, chỗ bạn nói chuyện gì kỳ quá, chưa cưới mà bạn vậy thôi. Tôi thấy bạn vậy không được rồi. Cái bạn này nói, bây giờ thôi, không cưới xin gì hả, dạng không trả hết đây. Thôi, thẳng đường luôn rồi. Em hỏi tụi em trả luôn. Trả đây à? Dạ, em đuổi về chị. Đuổi về mà, cũng đi về. Đi về được chừng 5 phút cái hoành vô, cái xin lỗi là thôi anh trả. Nhưng mà em giận quá, em không có chịu. Em không có chịu là giận xin lỗi chứ chị, vậy là chị cũng giận dữ lắm á. Em mới nói là không có cưới xin gì hết. Cái anh này anh sợ quá, anh khóc. Nhưng mà cái lúc đó bạn khóc là khóc thiệt hay khóc giả? Khóc đấy là khóc thật. Tại vì sao? Tại vì sợ đúng không? Hai bên gia đình đã biết nhau rồi, mà lại lỗi của mình đó, mọi người biết, mọi người lại cười mình. Sau khi cưới nhau thì như thế nào? Rồi mỗi lần giận nhau có đòi lại tiền nữa không? Em đâu có trả đâu chị. Dễ gì? Dễ gì đúng không? Còn sắp nổi là nè, bây giờ dễ gì? Dạ hỏi thật nghe, cưới dạ, nhau về vợ, rồi. Vợ quản lý chi tiêu chặt không? Vợ quản lý chi tiêu rất chi chặt. Ngày phát chặt nhẹ đúng không? Ngày chỉ phát cho 100 ngàn. Tại vì ăn cơm là em đã nấu cho ăn, chung là xăng em đổ đi chung 100 ngàn, đó là chỉ có uống nước thôi. Nhiều khi anh đói cái gì anh ăn thêm thôi. Nhưng mà chồng em có cái tật là ăn sang lắm chị ơi. Thay vì buổi sáng em nói là ăn cái gì vừa phải, tới đến trưa mình ăn nhiều hơn. Không, sáng ăn tô phở 35 ngàn, nhiều khi đói có 2 tô đó, 70 ngàn. Trong khi đó em ăn sáng có 10 ngàn. Nhỏ con mà ăn cho ấy đó, cho mập đó. Ăn nhiều lắm chị. Thật lòng cái tâm lý của em là em muốn là em sống với bạn em nó rõ ràng song phẳng, chứ em không muốn là mình thiếu tiền bạn lại giả cho mình. Có nghĩa là tâm lý bây giờ cho đến thời điểm này là hơi bị ức chế về cái vấn đề là bị quản lý tiền đúng quản không? Quản lý tiền chặt quá. Có yêu cầu nghĩa là cho thêm không? Yêu cầu là cho thêm một ngày thêm đôi 300 nữa. Thật ra là thế bây giờ thu nhập thì bao nhiêu mà đòi một ngày thêm đôi 300? Nói chung thu nhập của anh giờ cũng 7 triệu một tháng á chị. 7 triệu, dạ. 7 triệu. Thì nếu như một ngày mà 100, mỗi ngày 100 là 3 triệu rồi. Là 3 triệu, dạ. Thêm đôi 300 nữa thì lố hơn con số 7 triệu đó, dạ. Đúng không? Lấy tiền lương của vợ đắp qua. Bù qua sớt lại mà. Dạ chồng em á hả chị, đi nhậu về mỗi lần nhậu xỉn về là bắt đầu ghen với người cũ chị. Nó nói một câu, tôi đâu có bằng người trước của cô đâu, tôi đâu có bằng. Tự nhiên nói vậy đó chị. Chạnh lòng đó. Nói câu vậy cái đi ngủ. Lúc suốt ngày nhậu vậy rồi. Nhưng mà phải có ức chế gì đó cho nên về mới nói. Không, cũng có một xíu. Tại vì vậy nè Thuận, anh ấy đến với cô ấy là tinh khôi, trước đó là anh ấy chưa từng có người yêu. Trong trắng không? Trong trắng luôn ạ. Đó, trong trắng luôn. Tinh nam. Bình thường thì đâu có nói được, những lúc mà nhậu vô là ức. Thực ra cái mong muốn của hai bạn này á, nó không có cái gì lớn lao để mà hai bạn không thực hiện được, đúng không? Xớt qua xớt lại một chút xíu. Còn rất nhiều thời gian ở phía trước để tìm hiểu nhau, để mà có thể là thống nhất, kết nối với nhau trong một cái gia đình hạnh phúc. Đồng ý không? Đồng ý. Ok, cảm ơn hai bạn. Đỏ rực luôn vậy à.
Nhìn thấy là thấy vui rồi đó chị. Đầu năm mà em thấy màu đỏ là em thích liền, là thấy hên liền luôn. Dạ. Rồi, xin cha trước tiên là chúc mừng năm mới hai bạn. Vâng ạ. Dạ. Rất là vui khi là gặp gỡ hai bạn trong ngày đầu năm như thế này. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên thì con xin được kính chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị và khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Và nhân dịp đầu xuân năm mới, con xin được chúc cô chú có một mùa xuân thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hơn nữa thì sẽ gặt hái được nhiều thành công. Cảm ơn con. Chồng chưa giới thiệu. Con sẽ giới thiệu tiếp. Đúng rồi, con giới thiệu luôn. Con xin được giới thiệu, con là Nguyễn Đức Anh. Năm nay con 33 tuổi. Con đang là đạo diễn hình ảnh. DOP. Dạ. DOP là dạ, con công tác ở... Con ở Sài Gòn là chính ạ. Chính. Và con ở được 8 năm nay rồi ạ. Nhưng mà trước đây thì con đã từng tham gia cái công việc DOP là cho một số dự án nào rồi? Dạ, và trước đây thì là năm 2014 khi mà con đi vào đây là bắt đầu là con đi làm phim. Đầu tiên con là quay phim, con đang là đã làm việc với anh Đức Thịnh. Và sau đấy là con làm việc với anh Hàm Trần. Xong rồi anh làm việc, con làm việc tiếp với anh Charlie Nguyễn. Và đạo diễn Quang Huy thì đã có gặp cô Hồng Vân năm 2019 ở phim 30 chưa phải Tết ạ. Ủa sao cô cháu mình không nhận ra nhau ta? Đấy, thế là cô không nhận ra con rồi. Đất ơi, chắc là có sự thay đổi gì đó. Dạ. Không, chắc là cái đợt đó phim đó mình bão tố nhiều lắm quá ha. Vâng. Đợt đó đang bão đúng không? Vâng, đang bão ạ. Một cái phim mà con chưa giờ con đi một cái phim mà thấy là một tháng thì có khoảng độ đến 5 cơn bão thì đoàn đã phải dừng lại và vâng phải chờ. Bão tố quá. Dạ vâng. Đấy. Tuổi trẻ tài cao. Rồi mời con. Vâng ạ, con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ và tất cả các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con là tên là Ly ạ. Và hiện tại là con 31 tuổi và con đang kinh doanh về thời trang và làm đẹp ạ. Nhưng mà bây giờ là Ly và Đức Anh là đang sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Quận mấy vậy con? Dạ con đang ở quận 2 ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta vợ chồng đều có những cái thành tích khủng trong gọi là thị trường, môi trường, đúng gọi là rồi. Đường về. Trường ha con ha. Nói chung là có liên quan tới showbiz đúng không? Đó. Rồi nhưng mà trước đây thì không biết là hai bạn là gặp nhau trong một cái trường hợp nào. Có phải là trong một cái dự án phim ảnh gì đó hay là trong một cái dự án thời trang gì đó. Thì bây giờ chia sẻ cho chú Thuận và cô Vân biết là cơ duyên nào các bạn gặp nhau. Em nói anh. Thực ra là bọn con vừa mới cưới cách đây khoảng tầm 4 tháng ạ. Và trước đây con ở ngoài Hà Nội và bây giờ con mới chuyển vào trong Sài Gòn để bắt đầu một cuộc sống mới. Thực ra là trước đây là con với cả anh Bi là cũng là bạn bè của nhau trên Facebook từ năm 2012, có rất là lâu rồi. Nhưng mà gần như là không tương tác với nhau, cũng không có ấn tượng gì cả. Thi thoảng là Facebook có cái ngày mà hiện lên là hôm nay là sinh nhật của ai ấy thì con có nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Đấy, kiểu dạng kiểu tương tác thôi. Và con cũng không nhớ luôn cho đến khi về sau xem lại lịch sử thì con mới biết. Đến năm 2010, con nhớ là năm 2017, đó là đợt bọn con chuẩn bị cưới ấy. Con có viết cái lời thề nguyện ấy thì con bắt đầu mới loát lại hết tất cả tin nhắn để con xem lại là anh ấy nhắn tin cho con từ bao giờ. Hóa ra là nhắn tin cho con từ năm 2017. 2017 là con nhắn tin kiểu thả thính chào bạn. Vâng. Kiểu con nhưng có ăn cái gì. Năm 2022 mình mới cưới nhá chứ không phải 2017 nhá. 2017 ư? 2022 mình mới cưới. Đúng rồi. Nhưng mà 2017 là con đã thả thính rồi, đúng rồi. Đúng không? Đó, nhưng mà con không để ý. Thực sự là cái cảm giác á mà giống như mình lấy cái người chồng của mình xong rồi á mình mới mình lục lại phát hiện ra là ý cái người chồng này mình biết lâu rồi á, nó ngộ lắm nha, thật sự luôn. Ủa nhưng mà là tại sao lại là con không để ý tới cái tin nhắn đó của bạn này? Tại vì thực ra là con làm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang ấy, thế là một ngày có rất nhiều khách nhắn tin để mua hàng. Thì con cứ up một cái gì đấy lên thì năm 2017 là anh ấy có trả lời các cái story của con, nhưng thực sự là con không trả lời lại và con cũng không biết luôn, có nghĩa nó bị trôi đi gần như là con chỉ là trả lời những cái tin nhắn của khách hàng thôi. Còn tin nhắn của con trai là gần như là con không trả lời luôn. Quan tâm đến công việc hơn là quan tâm đến người chồng sắp cưới. Đâu có, người ta phải chú tâm đến lợi nhuận mà đang làm ăn mà con. Ủa nhưng mà thắc mắc nha, tại sao lại cưới rồi thì mới lục lại những cái tin nhắn? Không phải là tụi con quen nhau trên Facebook rồi từ từ tình cảm nảy nở rồi đến với nhau? Con nhắc lại chuyện cũ một chút là năm 2020 bọn con mới quen nhau.
là bắt đầu bọn con mới gặp nhau ở ngoài đời. Ờ. Đó. Nhưng mà trước đó là con đã nhắn tin một mình rồi. Tính. Mà cô này không hề biết. Đơn phương á. Đơn phương đấy. Nhưng mà các bạn là gặp nhau, quen nhau là trên mạng hay là do? Trên mạng trước ạ. Trên mạng. Vâng. Nhưng mà không, ý chú nói là để mà quen nhau á, cái tình cảm nó khăng khít là do là trên mạng luôn hay sao? Dạ không ạ, ở ngoài đời chứ ạ. Ngoài đời. Sau này sau năm 2020 là hai người gặp nhau ngoài đời. Dạ vâng. Đúng không? Là gặp nhau trong sự tình cờ hay là có sự tác động nào đó? Dạ con chủ động. Chủ động. Vâng. Có nghĩa là năm 2020 là năm đầu dịch ạ, thì chồng con có nhắn tin cho con, có là tích cực trả lời story hơn và cũng kiểu kể lúc ấy đợt đấy là con đang có một cái cuộc khủng hoảng tài chính giống như kiểu là kinh tế bị lung lay, thế là con có rất nhiều chuyện buồn, con chia sẻ lên thì anh ấy còn nhắn tin hỏi là thế đã xử lý xong chưa rồi bla bla, thì đụng chạm đến kinh doanh thì bắt đầu con mới trả lời lại. Thế là hai bên cứ nhắn tin qua lại. Thế xong rồi con nhớ là có một cái tin nhắn là anh ấy bảo là cái gì nhỉ, em đừng nghĩ là anh là người thế này thế kia, nhưng mà anh muốn mời em đi coi phim được không? Và lúc ấy con trả lời luôn là em xin lỗi em không đi được. Thế xong rồi anh ấy vẫn kiên trì nhắn tin cho đến khi mà lúc đấy đang có một cái chương trình rất là hot ở trên Netflix, thì anh ấy nhắn tin bảo em xem cái chương trình này đi. Thế là đến lúc ấy con xem thì bắt đầu mới nhắn tin qua lại là chương trình này hay nhỉ, chương trình em thích bạn này bạn kia. Thế bọn con bắt đầu nói chuyện và bọn con hẹn gặp nhau ở ngoài Hà Nội cũng là đầu năm 2020, tháng 4 năm 2020. Là lúc đó mới gặp nhau lần đầu tiên. Bắt đầu mới gặp nhau ạ. Thế thì cái lúc mà cảm giác đầu tiên lúc mà tụi con gặp nhau ở ngoài đời á, thì nó như thế nào? Con có ưng bạn này không? Có thích bạn này không? Đang hỏi em. Bạn này thì chắc chắn thích con rồi cho nên cô mới hỏi bạn là vì lý do đó. Cô chỉ hỏi con thôi. Đúng. Lúc đấy thực sự là lần đầu tiên bọn con gặp nhau là bọn con hẹn nhau đi ăn lòng nướng. Đó. Cô tưởng tượng xem là nếu như mà mình có thích bạn trai đấy chắc chắn là mình sẽ chọn đi ăn một cái chỗ nào đấy nó sang trọng, nó lịch sự một tí để lại con nhã nhặn á, vì là đó ăn chút đỉnh rồi này kia, ăn lòng nướng là phải tận hưởng. Ảnh gợi ý là ăn lòng nướng hay sao? Con ạ. Con lấy. Vâng. Thế là nếu mà mình thích ấy, hoặc là mình kiểu chuẩn bị cho cái cuộc hẹn đấy, thì mình sẽ kiểu ăn mặc rất là xinh xắn đẹp đẽ. Thì con có kể cho một nhóm bạn thân của con là hôm nay đi gặp thử anh này, không biết như thế nào, thôi cứ đi gặp. Lúc đấy hoàn toàn trong tâm trí của con là con thấy là anh ấy rất nhiệt tình. Rất nhiệt tình, nên là con cũng muốn là đi gặp cho vui. Tại vì bình thường là hầu như là con không bao giờ mở rộng các cái mối quan hệ của con ấy ạ. Thường là con cũng không nói chuyện với cả các bạn nam lạ, hoặc là bạn người này người kia bảo giới thiệu con cũng không đồng ý luôn. Thế là lúc đấy là con nhớ không nhớ là mặc cái gì, nhưng đại loại là mặc rất bình thường. Xong rồi hai anh em đi ăn lòng nướng, xong rồi về con chỉ bảo bạn con là cao cũng được, thôi cũng làm hình ảnh cũng thích, cũng ok. Thế là hoàn toàn là chưa có thích nha cô nhá. Thế xong rồi mãi đến anh cưa con khoảng tầm từ tháng 4 cho đến tháng 8 bọn con bắt đầu mới yêu nhau. 4 tháng. Trong suốt cái quá trình đấy bắt đầu giống như là mưa dầm thấm lâu. Có nghĩa là không, có nghĩa lúc đó là con đang ở Hà Nội. Dạ con vâng, chưa lúc vô đấy. Đây. À lúc đấy là ở trong Sài Gòn vào bắt đầu là cuộc dịch đầu tiên. Đấy thì là bắt đầu bọn con còn phải chạy xe ô tô ra, tại vì lúc đấy là lockdown hết, là mình không còn phương tiện máy bay hay là không còn tàu hỏa hay là những cái phương tiện khác, chỉ có mỗi cái ô tô cá nhân. Thì bắt đầu là mình tự đi từ Sài Gòn và con và hai người bạn nữa là bắt đầu đi ra ngoài Hà Nội. Dạ vâng. Rồi đó là lúc đó là tụi con gặp nhau đi ăn lòng nướng là ở thời điểm đó. Vâng ạ. Vâng. Đúng không? Mà lúc đó là Hà Nội chưa có lockdown gì hết. Chưa đâu. Hà Nội lúc đó mình mãi sau này mình bị ở đây, xong rồi mãi sau này Hà Nội mới sau mình cơ, mà Hà Nội là sau. Mà không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà là đợt đó con ở ngoài đó là 4 tháng. Vâng. Còn không, cái đợt đầu tiên của Sài Gòn của mình ấy năm 2020 ấy, tức là có 2 tháng là bắt đầu đã thả. Con nhớ là 2 tháng hay 3 tháng con cũng có trở lại đây lần một lần đó, gì đấy. Lần đầu ấy. Thì là lúc đấy là Sài Gòn con đã đi vào đây lại, xong rồi con lại đi ra, tức là con cứ làm việc xong ở Sài Gòn là con lại lập tức con bay về để con làm việc tiếp. Thì là lần nào cũng gặp cái gì đúng không? Lần dạ, nào vâng. cũng là đó. Lòng nướng hay, hoặc là bún ăn tôm. Mấy lần sau chắc phải chuyển món chứ nào. Đấy lần đầu tiên ạ. Vâng. Nhưng mà là trong suốt cái thời gian mà trước khi con gặp cô Ly á, dạ. là con không có một mối tình nào hay sao? Dạ tại vì cái công việc của con là tiếp xúc với diễn viên, tiếp xúc với người mẫu, phải nói là nó không quá khó. Vâng, tại vì con thì chia sẻ là trước đấy thì khoảng con tập trung cho công việc là tầm từ 2017 cho đến 2019 là con không yêu ai. Đấy thì mình tập trung lại để con phát triển lại, con định hướng lại nghề nghiệp xem là, tại vì năm nay là cái năm đấy là trước 30 thì là con cũng muốn là đàn ông trước 30 tuổi thì phải có chỗ đứng và có một cái
tài chính mà ổn định để mình còn tính tiếp cái chuyện là cưới vợ. Tại vì ở nhà con là bố mẹ con cũng luôn luôn mong muốn con là cưới vợ, cũng khoảng ngoài 30 là mình phải cưới. Thì con cũng muốn là 33 tuổi thì là vừa. Tại mẹ có thúc giục không? Dạ. Mẹ có thúc giục không? Có ạ. Mẹ là... Như thế có nghĩa là trước khi gặp bạn vợ á, dạ, là con coi như là con không để tâm chuyện yêu đương đúng không? Dạ vâng ạ. Con xác định là công việc xác định thôi. Công việc ạ. Ừ, vớ va vớ vẩn đồ một ngày hai ngày rồi thì có thể, nhưng mà dạ, còn vâng, để mà tiến tới chuyện lâu dài, dạ, là vâng, con chưa nghĩ, chưa hề nghĩ tới. Dạ vâng, con chỉ tập trung công việc. Hình như con cũng vậy sao đúng không? Vâng. Như trước khi gặp anh ấy như là con cũng lo trong cái việc của con thế này. Cái gì mà dính tới buôn bán làm ăn thì con mới trả lời, còn trước đó là vớ va vớ vẩn linh tinh là con cho bác qua luôn, không tiếp xúc với nam đúng không ạ? Thực ra là cái môi trường của con, tất cả bạn bè của con với cả công việc của con ấy thì đều liên quan đến các bạn nữ. Và hầu như là con không tiếp xúc với các bạn nam ấy. Trước khi gặp chồng con là hình như là con có kết thúc một cái mối tình trước là năm 2019. Và sau đó là con bị cuốn vào công việc ấy, với cả đợt đầu dịch ấy, tự nhiên tất cả mọi thứ nó xáo trộn ấy ạ. Thế là mình phải sắp xếp lại rồi cắt giảm nhân sự các thứ, nói chung là rất là nhiều việc. Tập trung cho công việc thôi. Cho rồi, đến khi ảnh xuất hiện, ảnh mưa dầm thấm lâu 4 tháng trời là cua được. Kiên trì quá. Vậy thì cái cú twist nào, cái cú knock out nào mà con quyết định là con chấp nhận là bạn gái của anh? Thực ra ấy, có một cái câu chuyện này mang tính tâm linh ạ. Đấy là con với cả một chị bạn thân của con hay đi xem bói. Thì trước đây bọn con đi xem bói và có một bà bói, bà nói rằng là chồng con sau này sẽ cao, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền. Thế là suốt cái quãng thời gian đấy, con cứ nhìn thấy anh nào mà bảo là giống như thế, bảo ui chồng em. Thế là cho đến khi mà con gặp anh Bi. Đây thì... rồi. Vâng. Mặt vuông chữ điền nè. Nhưng lúc đấy con chưa nhận ra, tại vì lúc ấy mình không để tâm. Thế là người chị đi xem cùng con mới bảo là chị nói thật với mày nhá, đây chồng mày, chị cảm nhận đây là chồng mày, nhưng mà mày đấy, cứ từ từ để xem như thế nào. Thì anh Bi lại rất được điểm với tất cả các bạn của con, từ bạn nữ cho đến chồng của các bạn con. Đấy là một điểm cộng rồi. Và có một cái điểm cộng thứ hai là trong lúc thời gian chồng con cưa con á, chồng con rất là từ tốn, nhẹ nhàng, rồi thi thoảng điểm thêm một số các cái tình tiết kiểu Hàn Quốc. Ví dụ như là đang đến nhà anh chơi, ngồi xem phim chẳng hạn, tự nhiên anh đi vào phòng trong, con không hiểu, bảo ủa ông đi đâu nhở, nơi đèn đang kiểu tắt mờ mờ, xong rồi sau đó là anh ấy đi ra từ đằng sau, anh cầm một bó hồng, anh ấy lật ngược vào trước mặt con. Đấy, với cả một chi tiết nữa là hôm bọn con đang trên đường đi chơi cả nhóm bạn với nhau, thì con để quên son, thì con mới hỏi bạn con là có mang son không, chị để quên son rồi. Thế là anh ấy ấn ở xe phát ra một thỏi son mới rồi đưa cho con. Anh định tặng em lần sau, nhưng bây giờ em cần thì anh đưa. Đúng, không biết là này, chồng con có set up trước không. Đấy, có những cái chi tiết rất là nhỏ. May mắn thôi em ạ. May mắn à? Không, ông trời sắp đặt. Với cả thực ra là duyên mà. Đối với con ấy thì cái tiêu chuẩn chọn người yêu của con ấy không có quá nhiều yêu cầu. Con chỉ cần một người thật sự là chân thành và ấm áp. Đấy là hai cái mà con muốn trong cái mối quan hệ khi mà mình đến với một ai, thì chúng con có hết. Bi có hết. Có hết, nhưng mà đấy, sau này thì không biết rồi. Lại là bất ngờ nữa. Nó cứ làm là những cái điều bất ngờ. Cái bạn này vẫn lãng mạn theo kiểu rất điêu bi em ạ. Đúng rồi, hình ai định nói đó. Anh ấy là làm hình ảnh mà. Anh ấy tất cả những hình ảnh đẹp rồi, là công tác của điêu bi, đúng không? Ông nói chuyện với con, cô dần nhớ ra rồi. Cô cháu mình cũng đã nói chuyện ở trên cái đường ray mà gọi là Dolly. Dolly đó. Rồi nhớ ra rồi. Tóc chú lúc ấy không như này. Cho nên là hôm nay hơi điệu tí, cho dạ nên vâng, là hôm nay lên chương trình thì phải điệu tí không ạ? Ok. Đó. Vậy là trong cái khoảng thời gian là 4 tháng để mà ảnh cưa đổ được con, thật ra đối với ảnh thì chắc chắn là phải từ chân thành rồi. Với những cái sự chuẩn bị bất ngờ và nó đặc biệt như vậy thì chuyện mà cưa đổ cô gái này là chuyện đương nhiên, đúng không? Và sau đó là tình yêu là bao lâu thì mới cưới? Dạ, bọn con yêu được khoảng từ đấy đến 2022. Thì tức là hơn 2 năm. Đến hôm nay tụi con yêu xa. Dạ vâng ạ. Vì hết dịch là con vẫn phải vô đây con làm. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Vâng. Như vậy là chắc chắn là phải có yêu những xa, cái chuyện có trục trặc gì không? Chia tay đúng không? Yêu xa mệt lắm. Yêu xa mệt lắm. Con cũng có một lần cãi nhau to. Thường thường thì cũng không tranh luận với cãi nhau nhiều đâu ạ. Tại vì là thực sự là cũng lớn rồi, với cả là mỗi người có một cái sự nghiệp riêng. Với cả là khi bọn con đến với nhau ấy, cả hai bên đều rất cảm thấy gọi là an toàn. Thực ra là an toàn trong mối quan hệ. Đó là anh Bi là người đầu tiên trong các mối quan hệ của con, mà con cảm thấy là con không phải lo lắng xem là ủa
xong nhắn tin cho mình nhỉ, anh ấy đang làm gì nhỉ, anh đi quay có gặp ai không. Đó là khi mà yêu anh đi thì con hoàn toàn là cảm thấy an toàn, nên là quãng thời gian đấy gần như là không có sóng gió gì, cho đến một lần là hình như là đầu cuối năm 2021. À, không, cái đấy là tháng, anh nhớ là tháng 5 năm 2022, Sài Gòn có một cái đợt dịch, là đợt đấy con nhớ là ở trong một cái đợt dịch mạnh nhất của Sài Gòn. Không, 2021. À, 2021. 2021 thì là mạnh nhất của Sài Gòn nhất. Mà là, từ là cái giáo xứ gì đấy con không nhớ không nhầm, thì là từ đấy bắt đầu mọi người đó, và mọi người tỏa đi. Tháng 3 tới tháng 11. Dạ vâng. Thì cái tháng 5 đấy là cái tháng đỉnh điểm, bắt đầu là đỉnh điểm của Sài Gòn, 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đấy, con nhớ đúng rồi. Thì cái thời gian đấy là cái thời gian mà ở trong này thì vẫn còn công việc, con vẫn còn công việc đến tháng 6 luôn. Tức là lịch của con là đến tháng 6, nhưng mà lúc đấy là mới đến tháng 5 thì bắt đầu vợ lại nhắn tin là tôi chia tay đi. Mà chả nói bất cứ một cái chuyện gì cả, con cứ bất ngờ hoàn toàn luôn. Thế là con mới gọi điện cho mẹ của con. Và con mới bảo, con mới nhờ là mẹ phân tích giúp con là xem tại sao lại đang bình thường mà lại vợ lại, người yêu lại nhắn tin là thôi chia tay đi hả mẹ? Không có lý do luôn. Không lý do luôn, mấy con chưa phân tích được ra. Mẹ con mới bảo là thôi con cứ đi về đi. Con đi về đi, con xem làm sao rồi bắt đầu con đi sang nhà đi rồi con giải quyết. Xong rồi con xem hai đứa thì con nghĩ, mẹ nghĩ là ở gần nhau thì nó sẽ giải quyết tốt hơn là bọn con ở xa. Tại vì hai đứa đều có công việc riêng, mẹ cũng biết là rất là bận. Thế là con bắt đầu con mới tức tốc con đi về. Thế tại sao thế con? Sao thế? Người ta đang khủng hoảng dịch quá dịch, thế là một phát một nữa thì có chẳng thà tôi bị Covid còn hơn. Đây là lần đầu tiên con chia sẻ về câu chuyện đấy. Thì thực ra là con cũng là một người có cá tính rất là mạnh. Và khi đến với một cái mối quan hệ lúc đấy là tầm gần 30 tuổi rồi, thì con cũng đặt một cái khoảng thời gian nhất định để bọn con tìm hiểu nhau. Lúc đấy con cũng có nói với bạn bè là bọn con sẽ tìm hiểu trong vòng 1 năm. Nếu trong vòng 1 năm mà bọn con không có tiến triển, hoặc là không gọi là không cảm thấy có thể về một nhà ấy, thì con sẽ dừng lại mối quan hệ đấy. Tất nhiên là con chỉ nói với bạn thôi, con không nói với cả chồng con. Thế là đến, tại vì là chồng con thì là làm việc ở trong Sài Gòn, còn bố mẹ chồng con thì lại ở bên Nga. Thế nên là suốt quãng thời gian đấy là con chỉ giao tiếp với cả mẹ chồng con ở qua FaceTime thôi. Thế nên là thực ra chưa gặp ở ngoài bao giờ. Thế là tình tại cảm. Tại vì năm dịch là bố mẹ con cũng hoàn toàn không có về được không Việt Nam. Về. Chuyến bay thì không có, chỉ có chuyến bay cứu trợ thì con cũng bảo bố mẹ con là thôi ở bên đấy cũng được. Thế là bố mẹ con ở đấy mất 1 năm. Là tổng là 2 năm mới về đến nhà. Cho nên là con cảm thấy không an toàn mà cảm thấy con cảm thấy là chưa có sự gắn kết, con cũng không có một cái câu trả lời nó rõ ràng. Thế xong rồi lúc đấy thì bố mẹ con thì cũng kiểu nói chung là hỏi cũng rất là nhiều. Thế hai đứa có tiến đến với nhau không hay là như thế nào đấy. Thì lúc đấy gần như là con, tại vì mình là người kiểu chủ động với cả là mình là người cũng cá tính rất là mạnh, thì lúc đấy con bảo với anh Bi là thôi bọn mình dừng lại đi, tại vì là con thấy là không hợp nhau. Tất nhiên là con không nói cái lý do. Về sau này khi mà bọn con gần lấy nhau rồi thì bắt đầu con mới kể cho chồng con. Thì con nhớ là lúc đấy là con rất là quyết liệt. Và một khi mà con đã bảo chia tay là con không liên lạc luôn. Con nhớ là anh nhắn tin cho con rất nhiều, con còn chặn lên Facebook. Chặn luôn. Chặn hết mọi cổng thông chặn tin. Chặn hết tất cả mọi thứ. Hóa ra là vợ sốt ruột cô ạ. Rồi sao? Lúc đó con giải quyết sao? Thì là con bay về, xong rồi đến khoảng 1 tuần sau bắt đầu con mới nói chuyện được với vợ qua một người bạn. Một người bạn thân của vợ, thì bắt đầu con cũng nhờ tư vấn, rồi bắt đầu con cũng kể hết lại sự tình, rồi kiểu con cũng hỏi xem là lý do tại sao là Ly cần như thế nào, thì bạn của Ly thì mới trả lời là Ly thì hoàn toàn đơn giản, không phải cái chuyện giàu nghèo hay là kinh tế, mà là đang muốn ở gần với cả anh, thì anh phải cố gắng anh ở gần nhiều hơn, anh quan tâm, rồi anh chia sẻ rồi mọi thứ, tại vì dịch thì ai người ta cũng phải là khó khăn. Thì anh cần, Ly cần một người ở bên cạnh để Ly yên tâm thôi. Chứ còn đã dịch thì là tình hình chung của cả thế giới. Ở lúc đó sao? Bay tới nhà Ly liền đúng không? Dạ, thì 1 tuần sau con mới lên được. Chứ ngày đầu tiên về là... Châu mà đúng không? Ở đâu? Dạ, Ly ở nhà rồi. Ở nhà. Và cô ấy được, cô ấy cấm vận đấy mà. Vâng, cấm. Không cho tới nhà. Không gặp. Ngăn sông cấm chợ đấy. Nhưng mà tại sao con nghe cái đó, con không bay tới nhà liền luôn? Lúc đấy con phải về, con phải tại vì con là hướng nội part time, tức là về nhà thì mình phải suy nghĩ và mình phải hướng nội và mình phải suy nghĩ một cái cách mình phân tích. Còn ví dụ đi ra ngoài thì mình mới cần phải năng động và mình phải linh hoạt. Thì ở nhà con mới trầm tính, con mới ngồi, con mới suy nghĩ, bắt đầu con tìm cách. Và lúc đấy là lúc đấy anh Bi có hỏi quân sư bạn con rất là nhiều. Thực ra là con có nhớ là có hôm con đang ở nhà bạn con, và lúc đấy anh Bi định làm một cái bất ngờ là lên nhà bạn con để mua hoa. Nhưng mà
không ngờ là bạn con lại nói với con, xì với con. Thế con bảo thôi stop stop, không, tôi không, em đi. Không gặp, em không gặp. Con rất là quyết liệt, nhưng mà con rất là quyết liệt. Là lại bị đội của mình coi như là có hai bán đứng mình, và bán ưu tiên, đúng không? Rồi bây giờ nè, chú đang rất muốn biết cái lúc mà con tới nhà Ly và con gặp Ly thì nó như thế nào? Dạ. Và làm cũng sao để hóa giải mọi thứ? Dạ, lúc đầu đến thì cũng cửa là đóng im ỉm, cũng kịch liệt. Thế là cũng cứ vòng trong vòng ngoài là mình nói chuyện qua, giao tiếp qua cái cửa, sau cái cửa. Nghĩa là cô vẫn đứng ở, ở trong cửa. Dạ vâng. Còn con đứng ở ngoài, đúng là buổi tối hay ban ngày? Dạ vâng, buổi tối con đến nhà thường con đến buổi tối. Dưới, ha. Vâng. Về hình ảnh hay lắm ha. Vâng. Cái máy đó. Top shot trên cái. Chính xác. Đúng không? Top shot. Như một bộ phim. Le lói. Vâng. Đấy, bên ngoài thì cứ xin lỗi và bên trong thì cứ thôi anh đi về đi. Đi về đi. Có một cái Dolly drama nhẹ nhẹ. Vâng. Rất là drama. Rồi đến, có rồi. Kết thúc câu chuyện là cổ có mở cửa ra. Dạ, cũng phải mất đến 30 đến 45 phút sau mới mở cửa. Tại vì may quá mình lại có bố mẹ của vợ. Rồi sao? Là cũng ủng hộ mình. Rồi sao? Dạ vâng, dạ. Rồi một cái ôm thân thiết đúng không? Dạ, đi vào ôm thì vẫn đạp ra nhoay nhoáy luôn chứ cũng không phải là được ôm ngay đâu luôn ạ. Lại drama tiếp. Lại drama tiếp, phần 2 tiếp, lại nhạc lại nổi lên. Dạ, sau hôm đó là có hòa lại không con? Thực ra là đúng lúc đấy thì cả Hà Nội với cả Sài Gòn lúc đau được đấy. Thế là con bảo là bây giờ thôi thì bây giờ là đang block như thế thì con sẽ về nhà anh Bi, tại vì là bố mẹ chồng đều ở bên kia. Thì mẹ con cũng đồng ý, mẹ con bảo bây giờ cho hai đứa một cái khoảng thời gian. Đấy, khoảng thời gian để kiểu ở với nhau xem như thế nào, hiểu nhau hơn. Thì cái khoảng thời gian đấy thì bọn con ở với nhau thì cũng giải quyết được những cái khúc mắc. Và mẹ chồng con thì cũng gọi điện về xong rồi nói chuyện. Và cũng bảo là đến đầu năm sau thì sẽ về Việt Nam để gặp bố mẹ con. Đấy là dần dần là tình cảm kết nối coi như là quyết định sống thử với nhau luôn. Vâng. Bao lâu? Dạ lúc đấy là cũng đợt dịch thì cũng phải tầm 3 tháng ạ. 3 tháng. Thì con cũng lại phải chờ Sài Gòn mở cửa con mới về được Sài Gòn. Đúng rồi. Và trong cái khoảng thời gian các bạn sống thử với nhau thì có thấy những cái cá tính cũng như là những cái tính cách nó hợp được với nhau và hoặc là nó bù trừ với nhau không? Dạ con thì ở nhà thường là con nấu ăn và Ly là rửa bát. Thì cái mà để mà con thấy lúc mà con thấy thương Ly nhất thì là rửa bát thì không bao giờ khéo ạ. Đã không biết nấu cơm thì rửa bát làm sao mà khéo được. Thế là con đã dặn trước là có một cái cốc vỡ đây nha, em cẩn thận đi. Nó bị nứt ở cái vành. Thế là mẹ này thì mẹ cứ xoáy thôi, rửa bát rồi mẹ cứ hăng. Đấy. Rồi xoẹt. Mà bình thường thì lại đeo găng, nhưng hôm đấy thì lại không đeo găng. Ồ, thế là lại drama nổi lên. Máu. Thế là máu nó đổ máu luôn. Thế có là không cáu mà là khóc rất thê thảm, mà khóc quả đấy là mà thấy thương lắm. Tôi chết rồi, con tưởng lúc đấy con đứt mất cái tay rồi. Vâng. Tại vì mất con. Vâng. Cận. Ui, tôi chết rồi, anh ơi, em đứt tay rồi, em phải mất cái tay này rồi anh ạ. Quá drama. Drama lại nổi lên. Vậy là xong 3 tháng đó thì tụi con quyết định là về chung một nhà, dạ, đúng không? Vâng. Đây là vợ mình rồi và đây là chồng mình rồi, dạ, đúng vâng. Không? Nhận ra nhau. Dạ vâng. À, như thế là cưới được 4 tháng. Mới được từ tháng 9 ạ. Tháng 9 năm 2022. Là mới đây thôi đó. Dạ vâng. Quá son luôn đó. Dạ vâng. Và mới đúng vợ chồng mới rồi. Tinh 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 đấy. Đấy, mà xong con quyết định là sẽ thôi bây giờ vào đây với chồng luôn, đúng không? Vâng. Hiện giờ là hai đứa đang ở quận 2. Dạ vâng. Cái nhà mình mua chưa hay là dạ bọn con vẫn đang kế hoạch để chờ 1-2 năm nữa tìm được một cái mảnh đất hoặc là tìm được một cái căn chung cư mà nó phù hợp với cả hai vợ chồng, tại vì nhu cầu cô biết và chú biết là trong này đi xa thì mình cũng không đành, mà bây giờ con cũng ưu tiên để vợ là vợ thích ở quận nào trước ạ. Bởi vì hệ chung cư đắt lắm. Dạ. Tôi có biết chọn. Bây giờ giá cũng đang rất là cao thì là con cũng phải từ từ. Đúng rồi. Dạ, thực ra vâng. Là bọn con đã mua nhà ngoài Hà Nội rồi nhưng mà là chưa bàn giao, đến tháng 6 năm nay bắt đầu mới bàn giao. Thì lúc đấy thì thực ra công việc của con thì con cũng sắp xếp nó đâu vào đấy rồi. Thế lúc con có bảo với mẹ con là mẹ ơi mẹ, hay là cho con vào trong Sài Gòn con ở thử 6 tháng. Vì lấy nhau về con không ở xa chồng con được. Bây giờ ở xa nhau vừa lấy yêu thì ở xa cũng được. Nhưng mà đến lúc mà lấy mà ở xa thì mình sẽ có những cái tủi thân chạnh lòng. Cảm giác như kiểu mình đang vẫn chưa là người chưa chồng ấy. Thế là con mới bảo rằng là thôi cho con vào Sài Gòn ở thử 6 tháng. Cũng muốn đổi gió như nào. Thì lúc đó con tưởng mẹ con bảo thôi ở đây, thôi các thứ. Tại vì mẹ con hồi xưa bảo là chỉ thích lấy chồng nhưng mà vẫn ở gần. Nhưng đến lúc con vừa nói xong phát á, chắc là quý con rể quá bảo đi đi không
cái mẹ chồng tuyệt vời. Bây giờ con đã tính là hướng cái công việc của mình vô đây được chưa? Tại vì là con làm trong thời trang cả làm đẹp thì hệ thống làm đẹp của con có ngoài Hà Nội với cả ở Sài Gòn rồi. Vâng. Còn thời trang thì cô chú biết là bây giờ gần như là bán on rất là nhiều. Mình có thể điều hành từ xa với cả ở tất cả bộ máy ở ngoài Hà Nội con là ổn áp rồi. Thế con cũng muốn dành thời gian cho chồng, cho gia đình với cả tập làm vợ. Thì con nói thật luôn là con lúc mà con lựa chọn anh Bi ấy, con suy nghĩ con lựa chọn anh Bi và quyết định đến hôn nhân ấy thì với con thì khi mà con lựa chọn một người chồng thì con biết những cái điểm yếu của con. Ví dụ như điểm yếu của con là con không biết nấu ăn, không biết, chưa thực sự là một người vợ của gia đình ấy. Thì chồng con lại là một người rất là đảm đang, rất là chăm chỉ, cả truyền thống của gia đình nhà anh ấy cũng thế á. Và rất là tình cảm bố mẹ của chồng con, bố mẹ của con. Với cả là chồng con, với cả là anh ruột của chồng con, mọi người rất là tình cảm dù là ở xa nhau. Thì đấy là những cái mà con thấy rằng là đấy là những cái thiếu của con, cũng như là đấy là sự lựa chọn khi mà mình tiến tới hôn nhân. Hay quá, chúc mừng hai vợ chồng đã tìm được một cái hạnh phúc. Và đây là một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Thế rồi 4 tháng ở với nhau thế thì thế có bị ngỡ ngàng gì khi mà có một số thứ mà lúc yêu mình chưa biết không nhỉ? Dạ thì cái cũng... tật xấu nó đó. Lòi ra. Ví dụ đến cái phần này là chắc là Ly cũng đã xem rồi đúng không? Con có chuẩn bị đến cái phần này không? Con biết là kiểu gì anh ấy cũng sẽ nói những cái điểm xấu của con, nhưng mà bản thân con cũng không bất ngờ với những cái điểm xấu của con. Dạ, ở nhà ở đến tầng đấy thời gian thì bắt đầu con mới nhận ra là thi thoảng làu bàu xương xương. Đấy, tức là làu bàu xương xương cụ thể. Cụ thể tức là kiểu nói nhiều về một cái vấn đề. Đấy, hoặc là kiểu những cái mà tính mà cách làu bàu một mình hay là làu bàu một có mình đối tượng luôn ạ, một mình. Cái một đấy mình là luôn vấn đề. Tức là còn nếu mà làu bàu với đối phương ấy, thì lại không nói thiên thẳng ở đấy. Cứ vừa rửa mặt tôi điên hết cả người. Tôi nói chẳng biết thì tôi đã đó đó. Nói chuyện mình nên. Vâng, cứ một mình thôi ạ. Đấy, nhạc lại nổi lên. Mà nhiều lúc tối có làu bầu của mình không? Cô đang ngủ mà quay qua mà ngồi làu bầu mình. Dạ không ạ, tối thì được cái là hai vợ chồng có một cái trước khi đi ngủ là nắm tay nhau. Xong rồi thơm nhau cái đi ngủ, kể cả cãi nhau hay là không cãi nhau là có cái luật luôn là xong ngày hôm đấy là xong luôn. Là mình tiếp đến ngày hôm sau mà mình hoàn toàn bình thường về mọi thứ. Có xem một bộ phim trước khi ngủ không? Dạ cũng có, thường thì có thể là xem phim hoặc là con mà tại con thích nghe nhạc ấy, thì con có bài nhạc gì mới hay là bắt đầu lại đây vợ ơi có bài gì mới. Chơi game. Tranh thủ đi. Dạ vâng. Tranh thủ đi, chú khuyên con là nên tranh thủ xem nhiều đi. Dạ. Tại vì có một đứa rồi là à nó sẽ có những cái giới hạn. Dạ vâng. Có những cái giới hạn. Nó sẽ có thay đổi. Cô với chú á, chị với ông Tuấn á là hồi lúc mới á là cho tới bây giờ luôn nè em, bây giờ thì bớt đi rồi nhưng mà lúc mới là cứ trước khi đi ngủ là phải xem một bộ phim. Vâng. Đến độ cái kho phim kinh dị của Mỹ, của Hàn, của Trung Quốc tất từng tật, bây giờ không còn phim nào cho cô coi. Nhà con là cũng thế đấy, vợ là rất thích xem phim ma và thích xem phim kinh dị. Netflix là thôi đấy, bảo hết. Ồ Netflix bây giờ cái đó là rất là nhiều. Vâng. Rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, là ngồi nói một mình đúng không? Vâng. Làu bầu một mình. Còn một cái tật nữa là tại vì thường thì mình hay đi quay hình cho tất cả các mọi người, không ai chê, nhưng mà về nhà là vợ mình chụp ảnh các thứ là anh chụp cái gì này. Bây giờ đi chỉnh cả mình là mình cũng nhiều đâu. Mình tự ái. Mình tự ái của mình tự ái mà cho em đi mà chụp. Anh không chụp ạ. Hoặc là em gọi ai đến chụp đi. Thế là dỗi nhưng mà mặt là căng thẳng lắm. Thôi được rồi, chụp cổ. Thế là xong về vẫn ưng. Chứ cũng phải là không ưng nhưng mà chắc là cũng giận dỗi cái lúc đấy thôi. Thế là nhiều khi là con là áp lực là ở nhà là đi chụp ảnh cho vợ hơn là mình đi mình làm việc ở bên ngoài. Là mình ảnh cho mọi người con thấy thoải mái hơn. Tôi đồng cảm với ông kia. Dạ. Tôi chụp cho bao nhiêu người ai cũng khen. Chỉ có một người chê tôi chụp xấu là vợ tôi. Dạ. Anh chụp 100 tấm. 100 tấm luôn. Không, ghét anh là chú là chú chụp 100 tấm luôn. Dạ. Phải chọn. Chắc thế nào cũng lựa được. Đấy, thế mà không ưng. Chụp cho ai cũng khen. Dạ. Có ghen con không? Dạ cũng không ạ, con chưa thấy ghen lắm nhưng mà cũng thi thoảng mà mình mà cứ đứng gần ai hay là các thứ thì cũng nhắc nhẹ. Cũng có ghen linh tinh chút đỉnh đúng không? Nhưng mà cũng không mạnh. Nhiều khi phải thêm mắm thêm muối vào, thêm chút cho nó có gia vị thôi thì cũng không. Rồi có tật thì nữa không? Dạ. Có đam mê kiếm tiền mà quên đi mất. Dạ cũng có một vài lần là cũng quên mất, tại vì có những lúc ở nhà con nhờ làm việc này việc kia. Nhưng mà lại quên mất làm của mình, mà mình thì đang làm việc và mình đi làm việc là
tối về, tối thường cô chú biết rồi, đi làm về mình toàn là đến 11, 12 giờ, có hôm đến 2, 3 giờ. Thì mình bị overtime là chuyện bình thường. Thì vợ chuẩn bị đi ngủ thì con hay hỏi lại những cái chuyện hôm nay, con bàn giao cho vợ là thế hôm nay vợ đã làm việc này việc kia chồng chưa? Ôi trời chết, vợ quên rồi. Thế là mình cũng thôi đi ngủ thì thôi, chứ mà ban ngày là thôi mình cũng tại sao em lại không làm. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Dạ con thì con mong muốn vợ con thay đổi là thôi thì cứ từ từ rồi mình sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Hai đứa đều vẫn phải học về cách làm chồng cũng như là làm vợ, thì cuộc sống hôn nhân gia đình của vợ chồng trẻ nó cũng sẽ có nhiều thứ mà mình không thể mà bảo sắp xếp ngay được. Thì con nghĩ là hai vợ chồng cùng sẽ có mong muốn là sắp xếp từ từ và dần dần. Và mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy, chứ cũng không thể mà một nhát ngày hôm nay mình thay đổi, nhát ngày hôm sau mình thay đổi. Đúng rồi, nhưng mà cái mà trong tất cả những cái mà con vừa kể ra đó, thì con mong là cái gì, tức là trong đầu con nghĩ ra cái là mong muốn vợ thay đổi cái điều gì nhất? Thay đổi điều nhất, điều gì nhất thì có lẽ là có những cái lúc mà đấy, con chỉ sợ mỗi là thoại một mình thôi. Lên đây thoại một mình, đọc thoại. Đọc thoại đấy. Sao vậy con lúc đó con nói cái gì vậy? Không con, nhớ rồi. Con cũng không nhớ nữa. Có nghĩa là con ví dụ như kiểu nhiều quen, con đang quen với cái việc là khi mình đi làm ấy, là mình đang không ưng cái gì hoặc là mình không thích cái gì là mình phải nói ra. Và thỉnh thoảng con còn đang kiểu ví dụ như là con nói chuyện một mình, cũng hay nói chuyện một mình, ví dụ như là phải đi lấy cái bút. Đi lau nhà đấy. Đấy. Ví dụ đang ngồi xem phim xong rồi quên giặt quần áo là giật mình. Thôi chưa rồi không đi, quên mất chưa giặt quần áo. Đấy kiểu như vậy. Thế là bạn phải nói ra. Con phải nói ra. Mình nghĩ trong đầu thôi là mình đi làm, nhưng mà bạn này là phải nói ra. Vâng, bạn này là phải không phải nói những người thoại. Nghĩ nghe chị. Có nhiều lắm chú ạ. Có. Bây giờ mới nhớ nè, vợ của chú cũng có thỉnh thoảng. Vâng. Bà Liên là thỉnh thoảng vẫn có. Nghĩa là tự nói mình có nha. Có. Mà tưởng tượng sau này nó có con. Vâng. Rồi lớn tuổi thì cái mức độ nói một mình nó còn nhiều hơn nữa. Dạ vâng. Thôi không sao đâu. Dạ. Nhiều khi nói một mình cái mình nhảy vô. Vâng. Mình nói, mình trả lời, tự trả lời luôn. Vâng. Yeah. Đáng yêu mà. Đáng yêu cũng đáng yêu. Sau này có khi nhiều lúc con không nói, con im ý. Lúc đấy gọi là căng thẳng. Đáng sợ, lúc đó mới là đáng nhớ sợ. Nhớ lời vợ nói, ngớ tiếng vợ. Rồi bây giờ tới Ly. Anh ấy có những tật xấu gì? Thực ra thì với con ý, chồng con cũng không có nhiều tật xấu đâu. Tại vì con nhiều tật xấu quá. Có nghĩa là ví dụ như con mà nhìn ra những cái tật xấu của chồng con thì con nghĩ lại con thì cũng còn khủng khiếp hơn. Có một cái là con đặt biệt danh cho chồng con là đi rên. Rên không phải là mưa. Rên là rên nhiều, rên la ấy ạ. Đấy. Rên gì? Vâng, rên gì. Đấy là chồng con là hay, hồi xưa lúc yêu con là con rất là hậu động. Ví dụ như là con chuẩn bị bước xuống phát, cẩn thận đấy, không để hụt chân đấy. Hoặc là đang chuẩn bị làm đấy. Nhấc cái kia lên trước đã rồi đặt cái kia xuống. Hoặc là chồng con mà nấu ăn vào con và vào rửa rau chẳng hạn. Cho rau vào trước rồi cho nước vào sau rồi cho muối vào. Đó là chồng con là một người mê nấu ăn. Đâm ra là mình mà thấy kiểu làm công việc mà không đúng ý. Cái người hướng nội thì người ta rất là khó tính ở những cái chỗ mà ở nhà. Đó, mình có cái góc riêng, ví dụ góc bếp của con là con nấu ăn đến đâu là con thường con lau lên đấy luôn. Là mình thích nấu ăn để mình thấy thoải mái rồi mình... Hôm nào chú qua chú nhậu với con nhé. Được ạ. Đồng ý. Nghe là thích rồi đó. Rồi cái gì nữa nè? Vâng, với con thì con chỉ thấy cái đấy là tính, không phải tính xấu của chồng con mà mang lại cho con cái cảm giác là kiểu hồi xưa lúc chưa yêu hơi thì nhắc nhở hả? Không nhắc nhở thì bình thường luôn cảm thấy là quan tâm, nhưng mà khi mà lấy về xong cảm giác là giống như kiểu chồng con đang kiểu nắn con ấy ạ. Bắt đầu nắn á, dũa đó. Bắt đầu đúng rồi đấy ạ, bắt hai đầu. Cái mảnh nó bắt đầu dùng dao dũa từ từ cho nó khớp đó. Con làm nail nhiều rồi nên con biết là chồng con đang dũa dần. Và với cả là khoảng thời gian 4 tháng mà con ở riêng với nhau thì con cũng phải thay đổi rất là nhiều. Con là người dậy sớm nhất nhà, đi tập thể dục, xong rồi giặt quần áo có máy giặt, rửa bát. Nhưng nói chung là trước đây con không phải làm những cái việc đấy bao giờ. Thế nên là khi mà chồng con ví dụ trước đây khi yêu ấy thì chồng con khi mà dậy, chồng con sẽ gấp chăn màn rồi dọn dẹp các thứ, thì khi mà lấy về bây giờ chồng con sẽ, rõ ràng là chồng con dậy sau nhưng chồng con sẽ đi ra ngoài. Vợ nhớ gấp chăn nha. Nhắc khéo. Nhắc nhở. Ông ngại gấp chăn gấp màn thì sao em ạ? Thiệt á. Cô gấp chăn gấp màn mấy chục năm nay rồi, cô thấy Thành không gấp rồi mình cứ buồn.
Nên là thực ra những cái việc đấy thì con thấy hơi bị ngỡ ngàng trong mối đó, thì vỡ hòa đấy, vỡ hòa là vỡ hòa hòa đấy. Nhưng mà bù lại là khoảng thời gian này con được thay đổi cái môi trường sống, gần như là thay đổi một cuộc sống mới, nên là những cái việc đấy nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong cái việc mà con đang hứng khởi trong cái mối quan hệ này, và hai vợ chồng đang dần nhiều hiểu nhau hơn, đắc với nhau hơn. Nên là những cái tật xấu của chồng con thì con thấy cũng ổn. Nói chung là con chỉ mong muốn chồng thay đổi một điều gì? Con muốn chồng con là hãy tình cảm hơn như cái lúc mà mới cưa. Ồ, thế bây giờ còn lãng mạn không? Còn tình cảm không? Bớt lãng mạn hơn xíu. Bớt lãng mạn hơn một xíu thôi ạ. Bớt có những cái khung hình ví dụ như vỡ hoa về hoa. Ví dụ như cái bó hồng lật ngược á, đúng không? Bó hồng lật ngược. Và không có bó hồng lật ngược. Hay là bấm nút cái son chạy ra, đúng không? Đó là cảm giác giống như kiểu là khi mà làm vợ chồng rồi thì chồng sẽ chỉ bớt đi. Vâng, bớt lãng mạn hơn. Bớt lãng mạn hơn. Chồng hãy làm đúng với nghề của chồng ấy. Lúc này là đó. Con phải vận dụng tối đa cái lãng mạn nhất có thể. Dạ vâng, lại lau lại đầu tư quá. Đấy, nhớ nhá. Dạ vâng. Như thế này nè. Còn son lắm. Con có thể tận dụng được những cái gì mà vợ con đang là thế mạnh. Dạ. Thứ nhất là xinh nè, cái thứ hai ăn nói cũng duyên dáng, và cái thứ ba là công việc của vợ con là làm đẹp. Đó, nếu mà với một cái sự cộng hưởng của con nữa, con có thể là tạo ra được một KOL, một KOL về thời trang trong cái tương lai sắp tới. Dạ. Đó. Với những cái với những cái góc máy, với con những cái khung hình. Đó, đây, đây là một KOL dạ, của con mà biết đâu chừng. Đúng không? Biết đâu mình lại khai thác được, mình đầu tư. Đây, đúng. Đấy. Con ơi, với lại tranh thủ chưa có em bé đấy. Đó. Dạ. Cứ tranh thủ đi chơi cho cô. Dạ, đi vâng. Chơi đi, đi du lịch đi con dạ, ơi. Vâng, con thích làm. Dạ. Ừ. Đây là thời đại của social media. Dạ đúng vâng. Đó, và đây là một cái người mẫu tương lai. Đó, biết đâu sau nhất này là nổi tiếng hơn chồng đấy nha. Có những ông chồng á, người ta không muốn vợ người ta như thế đâu. Chú cứ làm như ai, như chú. Em muốn nhưng mà không được. cho con phát biểu ạ. Con chợt nhớ ra là con muốn một điều nữa của chồng con, là mỗi khi mà chụp ảnh với quay clip cho vợ thì hãy giãn cái cơ mặt ra, cười thật tươi vào. Vì trong lúc mà đang chụp ảnh ấy mà chồng kiểu đứng vào không em vào. Cái đó là bệnh nghề nghiệp rồi em đó, rồi mày quá chú Thuận cái quá đó hiểu. Là công việc, cái đó là bệnh nghề nghiệp. Bị tụt mút ạ. Hỏi cô chú xem có đúng đến, đến khi công việc của con chẳng hạn đó, con đang rất vui, nhưng mà đến khi mà con tập trung vào để mà con set up một cái buổi mà event về thời trang, tập trung hay là tập trung với là con pick đồ cho khách, con cũng sẽ như vậy đó. Hay lần sau anh kiểu vẫn nhăn nhưng mà mù vẫn như này. Rồi ok.